Sau 5 ngày làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, dân chủ, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 14 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét thông qua 17 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền, đặc biệt thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường, trình chính phủ quyết định. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân cũng đã thực hiện quyền giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan. Nội dung chất vấn trực tiếp được nêu ra hết sức thẳng thắn, tâm huyết, xây dựng, đi đúng vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm. Cũng tại kỳ họp chiều nay mùng 6 tháng 12, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đã có bài phát biểu bế mạc, nhận xét kỳ họp cũng như đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua. Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố như sau. Sau 5 ngày làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, dân chủ, kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 14 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới dự và chỉ đạo kỳ họp. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2013 và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách năm 2014. Xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét thông qua 17 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân cũng đã xem xét thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội, trình chính phủ quyết định. Kính thưa các vị khách quý, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua các báo cáo, đề án, tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thống nhất nhận định. Năm 2013 là năm thành phố Hà Nội tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, có những khó khăn cao hơn so với dự báo. Song, với sự lãnh đạo điều hành tập trung, sát sao, quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, với sự nỗ lực của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế thủ đô tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,25% và bằng 1,53 lần mức tăng chung của cả nước. Công tác quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện tốt 5 kỷ cương hành chính, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, triển khai tích cực và có nhiều mặt tiến bộ. An sinh xã hội được chăm lo đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc, hoạt động hợp tác giữa các tỉnh, thành phố và đối ngoại được tăng cường. Thực hiện đề án số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội. Hội đồng Nhân dân các cấp đã có nhiều đổi mới tích cực, rõ nét cả về phương thức và nội dung hoạt động, theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm và sát dân hơn. Từng bước nâng cao vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục có những đổi mới, chỉ đạo tập trung, sâu sát, quyết liệt hơn. Hiệu lực hiệu quả quản lý được nâng cao hơn. Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố trong việc thực hiện chương trình phối hợp trong công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng Nhân dân, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản, nghị quyết do Hội đồng Nhân dân ban hành, góp phần tích cực vào những thành tích chung của Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân thủ đô. Bên cạnh kết quả đạt được, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém. Đó là lần đầu tiên từ nhiều năm nay thu ngân sách không đạt dự toán. Nợ đọng xây dựng cơ bản gia tăng. Quản lý nhà nước về y tế còn nhiều hạn chế. Tình hình ùn tắc giao thông mặc dù đã được cải thiện khá nhiều, song vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường và tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là mối lo ngại thường xuyên của người dân. Đây cũng là những nội dung được các vị đại biểu dành nhiều tâm huyết tham gia đóng góp những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để thành phố chúng ta khắc phục. Kính thưa các vị khách quý, thưa các vị đại biểu, Hội đồng Nhân dân thành phố, năm 2014 là năm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô, năm được thành phố xác định là năm trật tự văn minh đô thị. Thành phố tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội để hướng tới hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm của giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận, quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách của thành phố năm 2014 với mục tiêu tổng quát là tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2013, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới, gắn với nâng cao chất lượng môi trường, phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải cách hành chính và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân cũng đã thực hiện giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan. Hội đồng Nhân dân thành phố đã chọn 3 nhóm vấn đề để chất vấn, đó là nhóm vấn đề về kinh tế ngân sách, nhóm vấn đề về quản lý đất đai và nhóm vấn đề về xã hội, dân sinh. Nội dung chất vấn trực tiếp của các đại biểu Hội đồng Nhân dân được nêu ra thẳng thắn, tâm huyết, xây dựng, đúng vào những vấn đề nổi cộm bức xúc đang được nhiều đại biểu và cử tri thành phố quan tâm. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các sở ngành được phân công trả lời chất vấn đã trực tiếp trả lời đúng trọng tâm vấn đề. Qua chất vấn đã gợi mở những vấn đề, các giải pháp để Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành tập trung giải quyết hiệu quả các nội dung theo hướng phân công rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian thực hiện, đảm bảo thực hiện nghiêm túc những điểm và những điều đã cam kết trước Hội đồng Nhân dân cũng như cử tri thủ đô. Thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát biểu ghi nhận các ý kiến thảo luận, chất vấn, đóng góp thẳng thắn, xác đáng, trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những đổi mới trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời nhấn mạnh các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2014 vừa được Hội đồng thành phố quyết định. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2014. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết đã ban hành đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao, cùng thực hiện và cùng tham gia giám sát. Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố ngay sau kỳ họp này. Tăng cường phối hợp để tổ chức thực hiện nghị quyết, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật,
và thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Kính thưa các vị khách quý, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan trung ương, của Thành ủy Hà Nội, của đồng chí Bí thư Thành ủy. Sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, các cấp, các ngành, các đoàn thể của thành phố, các quận, huyện, thị xã. Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ to lớn của cử tri và nhân dân thủ đô, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và Hà Nội đã động viên, góp ý, chia sẻ cùng thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Xin cảm ơn cán bộ, nhân viên văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã cùng đóng góp tích cực, trách nhiệm vào thành công của kỳ họp. Hội đồng Nhân dân thành phố tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu, sự đổi mới, nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, năng động, tập trung, quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thủ đô, kinh tế xã hội của thành phố chúng ta sẽ thu được nhiều kết quả tốt trong năm 2014, thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô. Cuối cùng, một lần nữa, xin kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 14. Xin trân trọng cảm ơn.